Thưa quý vị, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2024. Mới đây, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa đã tổ chức lễ tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2024. Tham dự có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý. Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Thị Tuyết cho biết, tuyên dương cán bộ công đoàn là hoạt động hàng năm của Công đoàn Khu công nghiệp nhằm biểu dương khen thưởng kịp thời các tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn khu công nghiệp có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn tại cơ sở. Tại buổi lễ, 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Đây là các cán bộ tâm huyết, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Nhiều điển hình vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để có ý kiến, đề xuất bảo vệ và cải thiện đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp. Theo tôi là cán bộ công đoàn, thì cái nhiệm vụ chủ yếu là gắn kết giữa người lao động và quản lý, cũng như là trong sản xuất và những cái hoạt động công đoàn. Thì những cái thường xuyên là phải lắng nghe những ý kiến và những cái nguyện vọng tâm tư của người lao động để mình có thể là mình khắc phục những gì chưa có phục vụ tốt và những cái gì mình cần duy trì và phát huy những cái gì mà cần phải cải thiện để cho người lao động yên tâm và có những cái điều kiện và cái sự gắn kết với công ty được dài lâu. Ngoài cái quy định của nhà nước ra thì bên ban chấp hành công đoàn em cũng sẽ hỗ trợ và luôn là lấy những cái ý kiến và đi xuống tận mình quan tâm chăm sóc, kể cả những cái vấn đề về gia đình thì mình cũng có thăm hỏi động viên và tích cực nhận các ý kiến từ phía bên dưới. Vì thế mà bên em là duy trì rất là tốt cái vấn đề mà xã hội và quan tâm các gia đình nha các bạn đó. Theo như là bên công ty á, cũng được sự hỗ trợ từ lãnh đạo của công ty, từ ban giám đốc của công ty, tạo cái môi trường cho các đoàn viên sinh hoạt, cũng như là tạo các cái điều kiện để mà các đoàn viên gắn kết với nhau, cũng như là được đoàn viên được chăm sóc. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý chúc mừng 95 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được khen thưởng. Bà Như Ý nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chủ yếu bán chuyên trách, công việc nhiều, song đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Với thành tích và kết quả đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các cán bộ công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, năng động, nhạy bén, nâng cao nghiệp vụ nghề nghiệp, kỹ năng thương lượng, đối thoại, truyền cảm hứng để luôn là điểm tựa của đoàn viên, người lao động.